Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của bốn niệm trụ, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của bốn niệm trụ và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của bốn niệm trụ, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của bốn niệm trụ và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn niệm trụ, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn niệm trụ và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của bốn niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của bốn niệm trụ, hoặc khả đắc bất khả đắc của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của bốn niệm trụ và cái danh khả đắc bất khả đắc của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát? Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thánh đế tập diệt đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cụ thọ thiện hiện bạch, Bạch Thế Tôn, hoặc thánh đế khổ hoặc thánh đế tập diệt đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thánh đế khổ và cái danh thánh đế tập diệt đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thánh đế khổ là Đại Bồ Tát, chính cái danh thánh đế tập diệt đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của thánh đế tập diệt đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của thánh đế khổ, hoặc thường vô thường của thánh đế tập diệt đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của thánh đế khổ và cái danh thường vô thường của thánh đế tập diệt đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của thánh đế khổ là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của thánh đế tập diệt đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của thánh đế tập diệt đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát?
Bạch Thế Tôn, hoặc là khổ của Thánh Đế Khổ, hoặc là khổ của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh là khổ của Thánh Đế Khổ và cái danh là khổ của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của Thánh Đế Khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của Thánh Đế Khổ, hoặc ngã vô ngã của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của Thánh Đế Khổ và cái danh ngã vô ngã của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của Thánh Đế Khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của Thánh Đế Khổ, hoặc tịnh bất tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh bất tịnh của Thánh Đế Khổ và cái danh tịnh bất tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của Thánh Đế Khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của Thánh Đế Khổ, hoặc không bất không của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không bất không của Thánh Đế Khổ và cái danh không bất không của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của Thánh Đế Khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của Thánh Đế Khổ, hoặc hữu tướng vô tướng của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của Thánh Đế Khổ và cái danh hữu tướng vô tướng của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của Thánh Đế Khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu nguyện vô nguyện của Thánh Đế Khổ, hoặc hữu nguyện vô nguyện của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của Thánh Đế Khổ và cái danh hữu nguyện vô nguyện của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh tịnh hoặc bất tịch tịnh của Thánh Đế Khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của Thánh Đế Khổ, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của Thánh Đế Khổ và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của Thánh Đế Khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của Thánh Đế Tập Diệt Đạo
chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc viễn ly bất viễn ly của Thánh Đế Khổ, hoặc viễn ly bất viễn ly của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của Thánh Đế Khổ và cái danh viễn ly bất viễn ly của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của Thánh Đế Khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu vi vô vi của Thánh Đế Khổ, hoặc hữu vi vô vi của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi vô vi của Thánh Đế Khổ và cái danh hữu vi vô vi của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của Thánh Đế Khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu lậu vô lậu của Thánh Đế Khổ, hoặc hữu lậu vô lậu của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của Thánh Đế Khổ và cái danh hữu lậu vô lậu của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của Thánh Đế Khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc sanh diệt của Thánh Đế Khổ, hoặc sanh diệt của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của Thánh Đế Khổ và cái danh sanh diệt của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của Thánh Đế Khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thiện phi thiện của Thánh Đế Khổ, hoặc thiện phi thiện của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của Thánh Đế Khổ và cái danh thiện phi thiện của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của Thánh Đế Khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tội vô tội của Thánh Đế Khổ, hoặc hữu tội vô tội của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội vô tội của Thánh Đế Khổ và cái danh hữu tội vô tội của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của Thánh Đế Khổ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của Thánh Đế Tập Diệt Đạo chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu phiền não vô phiền não của Thánh Đế Khổ, hoặc hữu phiền não vô phiền não của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của Thánh Đế Khổ và cái danh hữu phiền não vô phiền não của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát?
thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của thánh đế khổ chẳng phải là đại bồ tát? Chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của thánh đế tập diệt đạo chẳng phải là đại bồ tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thế gian xuất thế gian của thánh đế khổ, hoặc thế gian xuất thế gian của thánh đế tập diệt đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của thánh đế khổ và cái danh thế gian xuất thế gian của thánh đế tập diệt đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của thánh đế khổ là đại bồ tát? Chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của thánh đế tập diệt đạo là đại bồ tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của thánh đế khổ chẳng phải là đại bồ tát? Chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của thánh đế tập diệt đạo chẳng phải là đại bồ tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của thánh đế khổ, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của thánh đế tập diệt đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của thánh đế khổ và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của thánh đế tập diệt đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của thánh đế khổ là đại bồ tát? Chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của thánh đế tập diệt đạo là đại bồ tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của thánh đế khổ chẳng phải là đại bồ tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của thánh đế tập diệt đạo chẳng phải là đại bồ tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của thánh đế khổ, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của thánh đế tập diệt đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của thánh đế khổ và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của thánh đế tập diệt đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của thánh đế khổ là đại bồ tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của thánh đế tập diệt đạo là đại bồ tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của thánh đế khổ chẳng phải là đại bồ tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của thánh đế tập diệt đạo chẳng phải là đại bồ tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của thánh đế khổ, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của thánh đế tập diệt đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của thánh đế khổ và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của thánh đế tập diệt đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của thánh đế khổ là đại bồ tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của thánh đế tập diệt đạo là đại bồ tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của thánh đế khổ chẳng phải là đại bồ tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của thánh đế tập diệt đạo chẳng phải là đại bồ tát? Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của thánh đế khổ, hoặc khả đắc bất khả đắc của thánh đế tập diệt đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của thánh đế khổ và cái danh khả đắc của thánh đế tập diệt đạo. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của thánh đế khổ là đại bồ tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của thánh đế tập diệt đạo là đại bồ tát? Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh bốn tịnh lự chẳng phải là đại bồ tát? Chính cái danh bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại bồ tát? Cụ thọ thiện hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh bốn tịnh lự và cái danh bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh bốn tịnh lự là đại bồ tát? Chính cái danh bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại bồ tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của bốn tịnh lự chẳng phải là đại bồ tát? Chính cái danh thường hoặc vô thường của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại bồ tát?
Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của bốn tịnh lự, hoặc thường vô thường của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của bốn tịnh lự và cái danh thường vô thường của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc lạc khổ của bốn tịnh lự, hoặc lạc khổ của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của bốn tịnh lự và cái danh lạc khổ của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của bốn tịnh lự, hoặc ngã vô ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của bốn tịnh lự và cái danh ngã vô ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của bốn tịnh lự, hoặc tịnh bất tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh bất tịnh của bốn tịnh lự và cái danh tịnh bất tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của bốn tịnh lự, hoặc không bất không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không bất không của bốn tịnh lự và cái danh không bất không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của bốn tịnh lự, hoặc hữu tướng vô tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của bốn tịnh lự và cái danh hữu tướng vô tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu nguyện vô nguyện của bốn tịnh lự, hoặc hữu nguyện vô nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của bốn tịnh lự và cái danh hữu nguyện vô nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát?
Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ Tát? Chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn tịnh lự, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn tịnh lự và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của bốn tịnh lự là đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ Tát? Chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc viễn ly bất viễn ly của bốn tịnh lự, hoặc viễn ly bất viễn ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của bốn tịnh lự và cái danh viễn ly bất viễn ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của bốn tịnh lự là đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu vi vô vi của bốn tịnh lự, hoặc hữu vi vô vi của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi vô vi của bốn tịnh lự và cái danh hữu vi vô vi của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của bốn tịnh lự là đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của bốn tịnh lự chẳng phải là đại Bồ Tát?